Zombie đồ hiệu ở Hàn Quốc Để sở hữu những món đồ xa xỉ phiên bản giới hạn, nhiều người Hàn Quốc đã xếp hàng cả đêm dưới nhiệt độ âm 13 độ C trước trung tâm thương mại Myeongdong Seoul vào ngày 13 tháng 1. Ngày hôm sau, cảnh đông đông xếp hàng dài chen lấn trước cửa hàng này ở trung tâm thương mại để mua đôi giày Air Jordan 1 Logi bản giới hạn được cộng đồng yêu thích sticker Naimadia chia sẻ lên mạng xã hội. Cảnh xô xát đánh nhau thậm chí xảy ra tại vài chi nhánh ở Daegu, ông dong và Ujeongbu. Một nhân viên hoảng sợ khi thấy khách hàng chạy như zombie để mua đồ hiệu vào ngày hôm đó. Tình trạng cùng hàng xa xỉ như trên nay đã trở nên phổ biến đối với nhóm người trẻ thuộc thế hệ MZ, những người sinh từ năm 1980 đến năm 2000 ở Hàn Quốc với họ đồ hiệu không chỉ thỏa mãn cơn nghiện mua sắm thể hiện đẳng cấp bản thân mà còn là cách vượt qua ám ảnh đại dịch theo Korea Times xu hướng tranh bắt đầu nổi lên từ vài năm gần đây thống kê từ Lotte Department Store cho thấy tỷ lệ người trẻ thuộc độ tuổi 20 đến 30 mua sắm hàng hiệu tăng từ 28,2% năm 2018 lên 41,1% năm 2019 và 44,9% năm 2020 giáo sư Su Jong-gu của đại học nữ sinh Sukbyung lý giải sự phát triển của thị trường hàng hiệu ở Hàn Quốc được quyết định bởi thế hệ người tiêu dùng mz cụ thể họ thuộc Millennial và gen z phần lớn người tiêu dùng hàng xa xỉ là thế hệ mz họ chưa đủ tiềm lực tài chính thu nhập để mua đồ hiệu một cách mạnh tay nhưng so với thế hệ cũ họ chuồng hàng hiệu và sẵn sàng mua sắm nhiều hơn giáo sư su nói giáo sư ngành khoa học tiêu dùng Jo Hyun Jung từ đại học quốc gia Chungbuk cho biết giới trẻ ngày nay coi trọng đồ xa xỉ hơn hẳn. Họ không còn nghĩ rằng hàng xa xỉ là thứ không thể mua được. Họ sẵn sàng chắc bóp trong vài tháng để mua một sản phẩm đắt tiền cho bản thân. Dưới sự thôi thúc của cơn sốt đồ hiệu, thế hệ MZ sẵn sàng tìm mọi cách pháp để sở hữu những món đồ phiên bản giới hạn, mức giá đắt đỏ mà mình yêu thích. Kim, 23 tuổi, từ chối tiết lộ tên đầy đủ, chỉ chi 700 won, tức 0,6 đô la Mỹ, để mua thịt giam bông và một hộp cá ngự sốt mayonnaise. Đó là bữa trưa vừa rẻ, vừa có sẵn trong các cửa hàng tiện lợi. Với khoản tiền tiết kiệm được từ những bữa ăn giá rẻ, chàng sinh viên này đã mua đôi giày off-white có giá hơn 1 triệu won, tương đương với 865 đô la Mỹ mà không hề do dự. Một trong nhiều nguyên nhân khiến người trẻ Hàn Quốc cuồng đồ hiệu là cảm giác ưu việt, đẳng cấp mà những món hàng này đem lại. Qua Kim Du, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết cơn khát hàng hiệu của giới trẻ Hàn Quốc là ví dụ điển hình về hiệu ứng Veblen và Banoble. Hiệu ứng Veblen đề cập đến sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng bởi sự nhận thức rằng những gì càng đắt tiền thì càng độc quyền và có một không hai. Còn hiệu ứng Napople là cảm giác khi một món đồ xa xỉ khiến chủ sở hữu thấy nó thuộc về tầng lớp xã hội cao hơn. Giáo sư Cao Quát nói: "Giới trẻ dường như tìm thấy lòng tự tôn, cảm giác thành tựu hay đạt tới tiêu chuẩn của những người nổi tiếng bằng cách mua những thứ họ sử dụng hoặc mặc Ngoài ra, nhiều người Hàn Quốc ở độ tuổi 20-30 cũng chuyển sang chi tiền cho độ đắt tiền vì không thể mua được nhà. Hiện giá bất động sản ở nước này đang ở mức cực đắt đỏ. Giá cả trung bình của một căn hộ ở Seoul là hơn 900 triệu won. Vì vậy, nhiều người trẻ quyết định từ bỏ dự định sở hữu bất động sản riêng để đầu tư vào hàng hiệu. Họ tha tích góp một khoản tiền nhỏ hàng tháng rồi mua sắm đồ đắt tiền để thỏa mãn bản thân. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu thị trường cũng cho rằng Đại dịch là yếu tố giúp nhu cầu mua sắm đồ hiệu ở Hàn Quốc gia tăng. Dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm, khiến nhiều người trẻ không thể đi du lịch nước ngoài, vung tiền ăn uống tại các nhà hàng sang trọng. Thay vào đó, họ đành mua sắm túi hiệu, giày phiên bản giới hạn. Người tiêu dùng đang giải tỏa sự ức chế, bó buộc do Covid-19 gây ra thông qua việc mua sắm hàng hiệu. Số lượng hàng xa xỉ cũng có hạn, nên đem lại cho họ cảm giác thích thú khi được mua.